Được gái thì cây quánh rồi chứ. Đua nồi nồi bồ nhưng mà gái thì cây quánh rồi chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dân chứ không biết có quá đâu. Rồi là phong cho mày làm áo mình làm phong mà cho nghe cho không. Thank you.
Nhìn YouTube á, YouTube kênh chi à? Người lang thang, người lang thang để cho họ bốc khói á. Câu 1, câu 18, câu 2, câu 9, câu 3, câu 10, câu 4, câu 1, câu 5, câu 2, câu 6, câu 3, câu 7, câu 4, câu 8, câu 5, câu 9, câu 6, câu 3, câu 10, câu 7. Chúng mình là con thang hát chung viên là con thang hát chung viên, đơn vị là tổ hóa dân bộ thông. Chúng ta đang dẫn đầu. Và chúng ta cũng sắp đó, chúng ta đang đặt từ khi chúng ta sắp được tiếp theo. Sau khi có lẽ khi hồi đặt ra, vừa hữu của chúng ta cũng là tạo ra những cái nguyên liệu là và các bước của chủ đề. Các bạn như là chúng ta đã được tạo ra những cái nguyên liệu. Và chúng ta làm rồi là chúng ta sẽ được tạo ra. Nhiều cái tổng năm là chúng ta đã được tạo ra. Ra làm đầu thì tôi cũng thấy rằng là chúng ta là cả tuần kia với nhau là một điều đó. Điều thứ nhất, điều đó thì là thế là số 1. Đấy là dần dần của đồng hồ mạnh nhất. Và đang bằng về trung lưu, ta vào bằng quan qua bếp là chúng ta là tàu dân 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 dân. Và tiếp theo là tàu dân 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 dân. Sau khi đặt ra bằng bức mắt và đặt lên thì phần mặt là nó đặt ra bức và chân theo đi theo. Thì tôi có mình đang tàu dân dân dân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đặt cơ vị lên mặt áo lái, lên đặt cao chưa? Lên đi anh đâu, quân chủ bác có ra để đặt cao chưa? Đâu có con đấu, đâu có ra, đâu có ra. Đặt cơ vị sau khi, đặt cao chưa? Đặt cao bất cứ, chúng tôi phải là cao nó chung ra là khỏi là mình chưa? Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn. Đi luôn. Nhất đầu tiên 1 tổ dân phố 5. Đầu tiên 2 bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
tiền ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
như vậy mong các bà con phối hợp với ban tổ chức để thắng của đôi đá như vậy là hành động rất đẹp. Và nếu ta không đảm bảo giám sát trật tự, ban tổ chức sẽ không đảm bảo 12 đội bóng trong chiến thắng này. Vì vậy đề nghị ban giám của ta là hỗ trợ để ban tổ chức không được đôi đá để chơi với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng và phe của lây. Ngang cam lấy cảm xúc. Bước ra rồi hả? Đây thì cái đi là hai cái không có lỗi cái đồ sau. Đây thì cái và tôi đang gì à? Mời mọi người tham gia tham gia vào thì đội tuyển quốc gia không được thắng được. Đây thì lực lượng là về thì đội tuyển quốc gia là đội tuyển. Đây là chúng ta. Đây thì chúng ta đã có chúng ta một ngày có được đội tuyển đá rất là hay rất là hay nha. Mời giáo đâu? Đây như là tham gia thôi thì là đối diện mừng quá. Chúng ta không nên mất lòng. Anh nhìn mình chúng ta không là đạt mắt. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là Ô mẹ đi, 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 Thế thì đầu hàng chúng ta phải dừng là cái hệ thống hóa. Đặc biệt đối với không? Và tăng chân sâu, đó là đơn vị đối với 1-6. Và đang qua đường chống lưu. Và tiếp theo là đối với 3-10. Chúng ta về thời điểm thì nó rất sáng hóa. Chưa bao giờ mình là thân vạ, cho nên có cái gì đó là chúng ta phải thay đổi được đấy. Không nên có những cái hành động mà phạt cả, ném đá, ném đất, giá cấp giá cao mà mang cho tất cả báo chuyện ngay từ đầu. Thank you.
Đây là một cái giảng đường mới của phường. Chúng ta vừa câu sạc, chúng ta vừa tạo rồi. Tuy nhiên là lời đầu tiên của phường là phường. Và có thể kết quả rất là tốt. Có một cái thăm của phường. Đây là phường. Đây là phường. Làm đạo cầu thủ thầy. Thank you.
À đây người đồng chí bí thư chi bộ tổ chức phố 2, đồng chí tổ trưởng chủ thuyền và tổ chức phố 7 có mặt ta đang quan để cho ban tổ chức hội y và kiểm nghiệm nhìn toàn thể ban thống nhất nhân tổ 2 ngay từ ban đầu chúng tôi đã nói đây là nét đẹp của Thủy Châu và tổ 2 cũng lưu ý bà con nhân dân Thủy Châu hết sức chứng minh vào bà con của tổ 2 đề nghị bà con chúng ta là hết sức chơi hết sức tình cảm play không thể như vậy được và đề nghị lực lượng bảo vệ chuyện chỉ ghé thân niên lên đây khấu cho tôi đề nghị lực lượng bảo vệ đưa chỉ ghé thân niên lên đây khấu để đảm bảo tiếng anh đầu đuôi này đề nghị lực lượng bảo vệ các bạn anh hai đưa chỉ ghé thân niên lên đây khấu không đề nghị anh được chỉ bảo đưa chỉ ghé thân niên một hai lên khấu nhân bông chỉ đồng mà đông chỉ hưởng đưa chị ca thân niên lên đây không được không nhất đồ tiền lên được không đây lời hai đồng chỉ đưa ca thân niên lên không được không lên này và tiếp theo đó là đơn vị tổ chức tổ mười tại phòng sông Tây Thượng nếu theo quan sát của chúng tôi cũng đang đây đơn vị tổ mười đang tạm dừng đầu và các đơn vị tiếp theo cũng còn khoảng 10 cháu rất là quý liệt rất là sáng sao chúng tôi đang chỉ là người ba mươi người đây có những vụ được ra vào trong đó ạ và chúng ta từ tiếng nga đưa về trung lưu và quan sát của chúng tôi là đơn vị tổ chức một buổi chúng ta mang đồng hương dẫn đầu và tiếp theo hai đơn vị tiếp theo cùng đang sát cây nhau và tổng sau cùng bám đuôi rất là tuyệt vời và trong đi tưởng là quá về trung lưu thì như vậy là đang dần đầu đang dần đầu cũng là đơn vị tổ chức phố bưởi và bám chặt về phía sau và bám về phía sau là và phải nói rằng là có một sự bám đuổi giữa rất thi rất là tuyệt vời đó là tổ dân phố nếu mà không nhầm là đó là tổ dân phố 6 và đang cho mùi là với nhà ta là hai đơn vị và tổ đi châu là đạt đơn vị đồng đang còn bám chặt nhau Thank you.
đang tiến về về Hà Lưu, đang tiến về về Hà Lưu để chuẩn bị băng ma về Hà Lưu. Như vậy là tôi chính là của người vận hà băng cầm tay dẫn đầu. Sau khi bóng đời Hà Nội thì đơn vị tổ đội quân Hà đang tạo đời dẫn đầu, và tiếp theo là đơn vị tổ quân đội chín cũng đang bám ma rất là quyết liệt. Những người chơi cũng muốn ra đi à? Đấy, nhà mô. Ba trong bia, bia 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 cũng luôn. Các vị tổ chức của mình vẫn đang ai dân tộc. Ta của cháu là đơn vị tổ chức của mình, chúng ta đã bám đổi rất là thiệt liệt. Đây như phần đồng viên của anh tổ chức của mình và tổ chức của mình xuống đây. À đây như tổ chức của mình, à bộ tay đồng viên là tổ chức của mình, đó là các đồng viên. Tôi cũng mời cả ngày chúng ta là hai chúng lực. Và tiếp theo là đơn vị tổ chức một ít. Vâng, tổ chức nhiều rất là thường xuyên, sẽ thương một nhiều. Tổ chức ơi, tổ chức ơi. Tôi chỉ muốn trả lâu, tôi chỉ có cảm ơn đây. Và nói chung là vừa trước khi 30 còn có một khoảng cách tương đối, còn giải nắm đây là còn 4 tiếng còn 6 ngày đâu, và các vận động viên đi ở phía sau chúng ta cố gắng lên. Đi luôn vòng ba luôn. Quá đâu đi cũng có phải gây ảnh hưởng. Đúng không? Nó hết. Này, chắc thôi đi về lên câu á. À cà phê đã chuẩn bị ra đây rồi được, đã chuẩn bị làm rồi. À các quan trọng của chúng tôi, như vậy là tổ mới công đà vòng trong nha, vòng trong này được. Các tổ trình là phía sau là tổ trình công đà tiếp tục vòng. Và đó là một quãng đất cần tốt đủ và an toàn cho các bạn bây giờ trước khi ba. Ở tổ chức thứ này, hiếu tổ chức cổng chín thế chất thì một phần trong cuộc ở tổ chức cổng chín sẽ được một triệu đồng. Đã đang chuẩn bị để đưa về chung lục. Như vậy là đơn vị tổ chức phố mới đang đang tay dẫn đầu. Và đơn vị đa phố tổ chức phố mới, các vận động viên tổ chức phố mới. Nếu đơn vị tổ chức phố mới về chấp nhận tổ chức phố này, thì ông Mục Thế Lâm của tổ chức phố sẽ được 1 triệu đồng.
Cố lên. Hai đơn vị cầu mưa và cầu chiến là hai đơn vị láng biển. Hôm nay là bệnh chiến tâm. Các ca hoàn toàn là các tuần đồng viên từ chính và tổng mưa. Tới đây, cầu chiến tới đây. Một vài cái quân của tổ chức bổ trí, nghe cái lập trí, nếu về lên cửa đường tiên tư này sẽ là một nhiều hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh an toàn về ai rất kỳ vọng. Con sáu có đấy. Con cổng sáu là má thiệt. Chúng các vận động viên cố gắng lên. Bảo vệ ba cổng sáu là đội viên cố cố lên. Hầu dân phố 4 có 1 chiếc, tôi dân phố 5 có 2 chiếc, tôi dân phố 9 có 1 chiếc. Và còn những cái điểm đến này thì chưa biết đơn vị nào. Nhưng mà theo nhận định của chúng tôi là đơn vị tôi dân phố 10 sẽ có được cơ bản thế dân mà đã rất an toàn. Ở đây chúng đi tiến về Trung Lưu và kết thúc ra đồ tiến bóng này. Hiện tổ chức của mới đang làm về dân đâu. Đây đi tham gia quân đội của mới. Tổ mưu đầu tiên, cho ra lực. Rất an toàn, rất an toàn. Tiếp theo là cầu dân phố 4. À chín, đúng rồi. À tiếp theo là vị trí là cầu dân phố 9. À cái tủ đi, đi cái đi. Đây thì cầu 10. Cầu dương là cầu tốc bên đây. Đây là các đơn vị có một vòng tham gia rất an toàn, 1.300 năm. Thế bây giờ về dân tộc với đất phương gạt nhau, và tao theo chúng tôi muốn từ cả hai đồng đó. Giá gạt keo chứ, thế thì cái tổ bươi to, lên quả bằng quân. Tâm kèo đi luôn, gạt keo với tâm kèo đi luôn, đó lên quả bằng quân. Lúc nào hoàn nhân các phần đồng viên tổ bươi, quan tổ chức, gạt keo xong tôi nghe nào luôn, để cho các đơn vị vào. Vâng, chúng ta chúc mừng cả tổng đội đào hoa thân đội tiên ba và tiên ba có đi đâu về đội của bay tổng đội ba này khởi đua chúng tôi rất là đoàn kết với bay hiện nay là trạng tài là bên đất là an toàn và tổng hợp rất là tốt đẹp. Thank you.
Nhất đội tiền 4, gã tổ 10. Đội tiền 5 đã xuất phát. Ông Thắng Ánh Sáng, Ngọc Thuận ở tổ 4, ta cho ghé tổ 4. Bắt đầu từ giải này cho đến kết thúc giải, nhiều về nhất là sẽ một giải là 1 triệu đồng. Và sau khi xuất phát đầu tiên năm, các vé đã chuẩn bị về thường lưu và đã chuẩn bị vòng về thường lưu. Có hai đơn vị đang cùng vòng về thường lưu, đó là đơn vị tổ 9 và đơn vị tổ 2. Còn cột sau là bám chặt nhau rất là việc liệt và rất là tiến sát nhau. Rồi hai đơn vị đã vòng xong về thường lưu và đang tiến về trung lưu. Như vậy hai đơn vị cũng so kè nhau, đang so kè nhau. Đó là tổ dân phố 10 và 9 và tổ dân phố 2. Và chắc rồi là ở các vẻ, cho nên là các trại của chúng ta, các vận động viên của chúng ta cố gắng nỗ lực bơi thực hiện mình. Còn khung quan ở về là do các lái. Không biết điều gì sẽ xảy ra đối với các ghe khi vòng các về. Nói chung là đáng tin. Hai đơn vị đang sau kê đâu? Phải nói rất là quyết liệt. Đó là tổ dân phố 2 và tổ dân phố 9. Hai tổ dân phố cố gắng lên. Khoảng cách tránh giao qua dài vì thứ nhất là cách tổ 6 rất là xa. Nhưng mà hai chiếc cũng đang so kè giao trên đường đua. Và tổ 2 cũng đang là hai chiếc sau kè nhau cũng rất quyết liệt. Còn lại tổ 6 cũng bám đuổi rất là quyết liệt. Các ghe đã đi qua về trung lưu và chuẩn bị lên về hạ. Theo quan sát của chúng tôi là hai chiếc đi đầu cũng đang cho kè đâu. Ở đây các thuyền đua đang tranh nhau rất là quyết liệt trên đường đua của tổ tiền năm này. Và hai đơn vị dẫn đầu đó là tổ dân phố 2 và tổ dân phố 9 cũng đang so kè nhau. Chuẩn bị vòng về hạ, như vậy là hai đơn vị đã cùng vòng về hạ xong.
đó là tổ chức đang cho ke nhựa hai ke. Các con xã của chúng tôi thì cũng chưa có chiến đấu lần trước. Thế thôi, là chúng tôi là không nhầm, đó là đơn vị tổ chức vòng hai đang tạm thời chiến đấu. Sau khi vòng về hòa xong, như vậy là tổ chức vòng hai cũng tạm chiến đấu. Đổ tiền năm này. Chúng ta đi qua về Trung Lưu và trực mặt Văn Quang đang chiến đấu là đã tổ chức vòng hai. Đề nghị bà con tổ chức vòng hai cổ vũ động viên cho các ghe đi. Có một khoảng cách cũng tương đối an toàn với việc ghe tổ chức đi gì. Cố gắng nỗ lực lên tổ hai ơi, cố gắng nỗ lực lên tổ chức đi. Các động viên cố gắng. Đề nghị bà con tổ hai và tổ chí cổ vũ cho vận động viên của mình ghé bên. Tiếp theo là về vị trí ba và tư cũng có khoảng cách tương đối an toàn. Còn tổ sau và bốn chiếc cố gắng lên. Các vận động viên cố gắng lên, bơi hết lên. Các ghế đã chuẩn bị vòng về hà về thượng. Như vậy là tổ chức vòng hai đang vòng qua về thượng và đã hoàn thành về thượng và tạm thời cùng dẫn đầu theo quan sát của chúng tôi. Và tiếp theo là tổ chức vòng chính cùng vòng xong về thượng và đang tạm thời dừng vị trí thứ hai. Đã có một sự rượt đuổi công sức là rượt liệt đến từ tổ chính. Mặc dù là tổ hai đang tạm thời dẫn đầu, nhưng mà tổ hai các vận động viên phải nỗ lực cố gắng lên. Chúng ta đi qua về Trung Lưu. Các quan sát của chúng tôi là chiếc ghe của tổ dân phố 2 vẫn đang tạm thời dẫn đầu và bạn theo sau đó là chiếc ghe của tổ dân phố 9. Cố lên các vận động viên của tổ dân phố 2 ơi. Rồi tổ chim mới đây, tới đây. Mời lên tổ chim mới đây. Cố gắng lên. Đây thì được đồng ngang nhiệm vụ ở đi vô kiểm soát thì lấy từ tôi quận số 2. Đây thì được đồng ngang nhiệm vụ. Đề nghị những lực lượng làm nhiệm vụ tại tổ 2.
đề nghị chiến thủ 8 và chiến thủ 1 tách ra đoạn. Đề nghị các cầu thủ về quê, chúng ta không được. Đề nghị chiến thủ 8 và chiến thủ 1 không được dàn chân vào nhau. Đề nghị. Đề nghị chiến thủ 8 và chiến thủ 1 chúng ta tách ra đi mọi người. Và tổ cháu bá thiệt nhưng mà chúng ta không tắt ra bơi do không có một cái sự phá tròn nào, cho nên một cái hình ảnh rất là đẹp cho cái tổ cháu. Họ chuẩn bị tiếng các tiếng chuẩn bị tiếng về Hà Lưu, tiếng về vòng về Hà Lưu. Theo quan sát của chúng tôi, như vậy là việc trái của đơn vị tổ 2 đã vòng xong về Hà Lưu. Và tiếp theo là việc của đơn vị tổ 9 cũng đã vòng xong về Hà Lưu. Và tiếp theo cũng chuẩn bị vòng Hà Lưu. Theo quan sát của chúng tôi thì đang tiến về Trung Lưu. Như vậy là tổ dân phố 2 cũng đang tạm thời dẫn đầu đội tuyển năm này. Và sau tổ 2 đó là đơn vị tổ dân phố 9. Và cùng là đơn vị thứ 3 là có lẽ là tổ dân phố 1. Theo quan sát của chúng tôi thì không nhầm là tổ dân phố 1 cũng đang vươn lên ở vị thứ 3. Và chuẩn bị về vòng về Trung Lưu về đích. Như vậy là đơn vị tổ dân phố 2 đang tạm thời dẫn đầu. Đi các vận động viên tổ dân phố 2 rút bắn đi. Tổ dân phố 2 cũng đang vòng về rộng để về đất. Tiếp theo là tổ dân phố 9 và thứ 3 là đang là tổ dân phố 1. Tổ 2 nhanh chóng gạt keo và cho ghe ra ngoài bà con. Vâng, cho ghe ra đi tổ 2 ơi, tổng viên tổ 2 gạt keo cầm chè đi luôn. Cho ghe ra đi để đâm gì gạt vào. Đôi tổ 9 cho ghe ra luôn. Tôi chín cho ghé ra luôn đi. Tôi một cho ghé ra luôn. Tôi sáu nhanh động lên luôn. Đề nghị đặt keo trong tâm treo cho ghé ra luôn. Sau khi kết thúc đội tuyển 5, các đơn vị đã về đích hoàn thành đội tuyển 5. Mời các đơn vị trở về đơn vị mình để sắp xếp nhân sự. Chuẩn bị chúng ta tiếp tục đua đội tuyển 6. Bây giờ tôi bắt tay vào cuộc hòa cho ghé tổ 2. Đồ tiên cháu đã xuất phát. Lên đi. Lòng đi.
các đơn vị đã xuất phát, sau khi các thuyền đã xuất phát vòng qua về Trung Lưu và chuẩn bị tiến về về Thượng Lưu. Không phải nói rằng là một cái sự rượt đuổi cũng rất là quyết liệt. Rồi đã chuẩn bị băng về thường. Như vậy là cả một đơn vị là băng hoàn thành về thường. Và tiếp theo là đơn vị thứ hai cùng băng về thường hoàn thành. Nếu theo quan sát của chúng tôi không nhầm thì đó là đơn vị tổ dân phố 2 chúng đang tạm dừng đầu đội tuyển sáu này. Và các đơn vị cùng bám đuổi rất là quyết liệt. Nói chung là đang chuẩn bị tiến qua bên Lục Lưu, đơn vị tổ chức số 2 đường 80 đang dẫn đầu. Đơn vị tổ chức phố 2 đang dẫn đầu và tiếp theo là đơn vị tổ chức phố 4 đang bám rượt đuổi theo phía sau. Và đang tranh đấu ở giải thứ 3 thì có hai đơn vị cũng đang sau kè mùi. Đây thì hai cái cùng một quan tàu sáu chúng ta tách ra nhau để bơi đấy. Đây thì chiếc cái tàu năm, chiếc cái tàu một tách ra, chúng ta tách ra để bơi. Không được neo kéo, không được tặng được qua cái bà, nên chúng ta tách ra để bơi sông rồng mà. Cả kẻ đua đang tiến về Hà Lưu và chuẩn bị vòng về Hà Lưu. Các quan sát của chúng tôi thì mặc dù chưa vòng về Hà Lưu nhưng mà tổ dân phố 2 vẫn đang tạm thời dừng đầu. Chân phố 2 đã vòng xong về Hà, đang vòng qua về Hà An qua. Và sau tổ chân phố 2 là tổ chân phố 4 tiếp tục bám ở phía sau tổ chân phố 2. Chúng bị đi qua về Trung Lưu đang dẫn đầu vẫn là chiếc ghế của tổ dân phố 2 và sau ghế dân phố 2 đó là ghế của tổ dân phố 4.
Còn tục ba phía sau là phải được bám đuổi nhau rất là quyết liệt. Rất là quyết liệt, kêu ghé cũng là sốt ngay nhau. Và tôi hãy quay lại về chắc có một khoảng cách cũng tương đối an toàn. Đề nghị các vận động viên tôi hãy cố lên. Và bà con ơi, dân dân tôi ơi, cổ vũ động viên cho các vận động viên của mình. Hôm đáng tiếng quá bàn quán là tiếng kê của tổ chức mùa 2. Đề nghị bà con nhân tổ chức mùa 2, cho một càng một tay. Tiếp theo là tổ chức mùa 4. Đề nghị bà con nhân tổ 4, chúng ta chiến công một tay chào mừng. Đang tiến về vị trí thứ ba là tiếng kèn của tổ chức mùa 1. Và kèn theo sau là tiếng kèn của tổ chức mùa 6. Đồ tiếng cháu này là có một sự cố xảy ra và chỉ kể cho tổ năm đã tin tài về Hà Lưu. Thiên đua đang về chuẩn bị vòng về thường. Theo quan sát của chúng tôi là chiếc ghế của tổ chức mùa 2 đã vòng xong về thường. Và tiếp theo đề nghị chiếc ghế của tổ 7 chúng ta tới vào bên trong đây ạ. Chiếc ghế tổ 7. Đang đi qua về trung lưu trước mặt bình quan là đơn vị tổ dân phố 2 đang dẫn đầu. Và tiếp theo là tổ dân phố 4. Thì kia tổ năm cố gắng đi, cố gắng bơi để mà về đích. Để kết thúc đồ tiên cháu này là về cố gắng bơi lên. Về với thể thứ ba là hai cái cùng đám sốt kè nhau. Đi hai cái sẵn ạ. Đề nghị chiếc ghế tổ 3 và tổ 1 của ta đưa ra. Tổ 1 với tổ 3, giang ra để mà biết. Công việc kia kéo, giải công giải kéo. Đề nghị vào đây. Đúng rồi. Đề nghị tổ 4. Đề nghị tổ 4. Tổ 3, đề nghị cả một tổ 3. Đề nghị thôi, đúng rồi đây. Đề nghị cả lượng, đúng lượng. Đề nghị tổ 3. Đề nghị cả lượng mà biết chúng ta tập trung tay đi. Đề nghị lực lượng công an, chúng ta tới tài tổ lực lượng công an. Ba đối với
Thiền kế tổ ba không ơi được. Và công gì cũng được bắt đầu. Đề nghị lực lượng bảo vệ tập trung tại điểm tổ tại của tổ dân phố ba. Người có thủ nó là gì? Thôi thôi. Bây giờ cả các đồng chí công an chúng ta tập trung tại tại của tổ dân phố ba. Rồi. Đây này, đây này. Vậy thì tất cả các cổ động viên của tổ dân phố ba của chúng ta sẽ giữ được cái nét văn hóa trong đua bơi, trong đó những cái hành động phi thể thao ném đá ném đất xuống các vận động viên. Đề nghị các cổ động viên của các tổ chức phố chúng ta không được có hành động ném nước đá vào đường hàng. Và đề nghị các lực lượng cũng bảo vệ chúng ta ra đưa cho các tổ đi. Alo. Alo. Đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí tập trung tại ngay cái lán của tổ chức phố ba để lắp rõ những cái đối tượng vừa rồi có hành vi là đối đá. Đề nghị các đồng chí làm việc nghiêm túc. Đây đồng các đồng chí tham gia bảo vệ ở dọc tuyến đường Lê Đông. Nắm lại cái chất vừa rồi số đối tượng vừa có đối đá ghé của tổ 1 để có biện pháp xử lý. Ngang chặn châm lên ba bên tù bên nền. Một lần nữa thay mặt cho để tổ đảm bảo an ninh trật tự trong cái giải đua ghe truyền thống của phường Thị Trấn năm 2024. Kính đề nghị các đồng chí tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại hai bên tuyến đường Lê Nóng và Đại Giang. Đề nghị các đồng chí là có cái sự cơ động trên cả cái tuyến đường để kịp thời phát hiện những cái đối tượng có cái hành vi manh động cái mức an ninh trật tự ảnh hưởng đến cái giải đua. Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc. Răng nhất đồ tiền 6 ghé tổ 2. Đó, đối bác không? Đồ tiền 7 là xuất phát. Các cái đã chúc bác đưa bình qua, bóng qua về rộng và đi về về thượng lưu. Và theo quan sát của chúng tôi thì tôi dân phố 4 và tạm thời cũng đang ở dân đầu và cái kế tiếp cũng đang bám sát ghế tổ 1 và cả cái tổ sau là cũng đang còn bám đuổi nhau rất là tuyệt liệt. Rồi đang
về thượng lưu là chiếc ghế của tổ chức phố 4 cũng đã băng về thượng lưu, và tiếp theo cũng có ghế tiếp theo là vòng theo. Vâng, theo quan sát của chúng tôi thì tổ chức phố 4 đã lọt và băng về đúng là lọt được chiếc thứ hai. Còn cuộc chuyển sau là bám đuổi rất là quyết liệt, đánh chấp rất là quyết liệt. Và tổ bóng cũng đã lọt với một cái khoảng cách cũng là tương đối an toàn. Xin lỗi quý vị, đó là 1.900 lần. Nhà tôi cũng đang đi vị trí thứ gì. Đơn vị tổ 4 và đơn vị tổ 6. Đơn vị tổ 9 cũng đang dẫn đầu, và tiếp theo là đơn vị tổ 6. À, tổ 4 đang bám đuổi rất là quyết liệt. Vì đảm bảo cho công tác đua an toàn, tính thân đoàn kết, ghế nào có hành động giả chấm giả nhau, và cái nào có hành động ném đứng đặt ra thì chúng tôi sẽ treo cái đó. Tôi đề nghị các cổ động viên cũng như các bạn đồng viên đội trưởng chúng ta lưu ý để nhắc nhở các cổ động viên của tổ mình. Thế nhưng đua là các đơn vị các xe là phải cắt ra để mà bơm, không công chê sạc cháu để mà số này giả chấm giả treo là không được, phải cắt ra. Đang chuẩn bị băng về hả? Rồi, đã băng về xong. Là đó là đơn vị tổ 9 tạm dẫn đầu. Tiếp theo là tổ 4. Cũng đang bám sát tổ 9. Hai chiếc kia rồi. Ấn tổ 6 lên nhất này. Tổ 6 chưa? Tổ 3 thì tiếp hai chiếc cả. Tổ 3 mô. Tổ 9, tổ 10. Tổ 3 hai chiếc rồi. Tổ 3, tổ 5 đi. À tổ 5, tổ Sơn. Tổ em trong tế á. Tổ Trung Sơn, đúng rồi. Tổ Sơn mà thua lên đâu. Tổ 2 chiếc một ghi. Tổ Sơn thì có chiếc hết. À, chúng đi đi về về trung lưu và đi qua bằng qua thì đơn vị dẫn đầu vẫn là đơn vị tổ dân phố 9. Và nếu đơn vị tổ dân phố 9 về giấc đồ tiền 6 này là điện cực quán sẽ treo dài và thường 1 triệu đồng. Và tiếp theo là đơn vị tổ 4. À nếu về giấc đồ này là Ngọc Phương sẽ cáo thưởng 1 triệu đồng cho đơn vị tổ dân phố 4. Các vận động viên lưu ý này, tổ dân phố 9 nếu giấc là điện cấp xe thưởng 1 triệu đồng, tổ dân phố 4 nếu giấc là Ngọc Phương sẽ cáo thưởng 1 triệu đồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các đơn vị, các vận động viên cố gắng lên, chúng ta cùng bám đuổi nhau. Nhưng mà số kè đi đi thì các ghé cùng chúng ta giang ra để mà bơi, không nên điều kéo nhau. Chuẩn bị đi về vòng về thượng lưu. Vì vậy theo quan sát của chúng tôi là tổ dân phố 9 vẫn đang dẫn đầu và đã có chuẩn bị vòng về thượng lưu. Và tiếp theo là tổ dân phố 4. Rồi tổ 9 đã hoàn thành và vòng về thượng lưu. Còn tổ sau thì bám đuổi giáo rất là quyết liệt. Theo kết quả của bảy đồ đua sáng hôm nay là ba đơn vị có hai nhất, đó là tổ dân phố 5, tổ dân phố 2. Và bây giờ nếu như đơn vị tổ dân phố 9 được phong cách giấc đồ này thì như vậy là cộng quả 2 giấc và tổ 11 giấc. Như vậy là qua 7 bộ đua sáng hôm nay là chúng ta có cái kết quả như vậy. Nên các vận động viên cố gắng lên để chúng ta đạt được những thành tích tốt nhất, nhưng với tinh thần đoàn kết vui vẻ rất là cởi mở. Đi qua vòng về trung lưu, đi qua về trung lưu và trước mặt bàn quan có là đơn vị tổ 9 cũng đang tạm dẫn đầu với một khoảng cách cũng khá an toàn. Và sau tổ 9 đó là đơn vị đang giữ vị trí thứ gì, đó là tổ dân phố 4. Có cột cao là có rất nhiều ghe cũng bám đuổi nhau, có hai chiếc xe ghe. Thế thì hai ghe đang đi chạy ba, chúng ta giang ra để mà bơi, không được ghe khác nhau. Thế thì chiếc ghe tổ 1 và chiếc ghe tổ 10. Tổ 10, chúng ta giang ra đây ạ. Không được, chúng ta giang ra đây ạ. Giang ra mà bơi, không được việc kéo, không được ba giang đâu.
ta sẽ không được giải chấm giải treo. Chúng ta bơi bởi cái tên đường thể dục thể thao không được giải chấm giải treo. Vâng, tôi mới đã à về đất gạt kèo lên và cho ghe ra luôn. Tổ năm à về đất tiếp theo gạt kèo lên và cho ghe ra luôn. Tổ năm cho ghe ra đi. Tổ một rồi và tổ ba rồi. Đề nghị các anh vận động viên chúng ta phải tinh thần play. Đua bơi thì tất nhiên là phải có cái sự tranh chấp, nhưng mà với cái tinh thần đoàn kết văn minh văn hóa, các đơn vị còn lại đề nghị khẩn trương về đích để kết thúc đầu tiên này. Tôi thông báo lại cho các ghe này, đề nghị các kêu các lái này, đề nghị các ghe không đánh có ai đánh luôn mà chạy. Tôi thông báo cho các ghe này, ban tổ chức chúng tôi là có chế độ ưu tiên, ghe nào cũng có một giải cả, do đó sắp xếp 10 triệu tiền từ 1 đến 10, ghe nào cũng có đề nhất hay cả. Đề nghị tất cả các ghe chúng ta chơi về tinh thần thương bò này, ưu tiên này, cố gắng tạo điều kiện cho nhau. Còn nếu ghe nào ra đó mà trên đường bơi mà sâu vào tất cả những cái nhiệm vụ từ cái sáng tới giờ thì các ghe đó chúng tôi treo. Hiện nay là chúng ta còn 2 giải tiền và 1 giải phá nữa. Đề nghị các ghe nếu chúng tôi treo thì trong giải phá cùng chúng tôi cùng treo này. Đề nghị các ghe qua các lái chú ý này. Giải tiền tám hôm nay xin được trọng kính mời cơ sở Hoài Tường lên để khởi lên giải tiền tám. Đề nghị các lái gạt treo lên. Đề nghị các ghe chân. Ê, lưỡi đi. Mày anh làm tự nhiên mày làm mất thời gian. Đây, mời gắn lưỡi. Mời cả kèo lên nha. Lên đi. Mau lên. Đề nghị cả kèo lên. Lên đi, anh từ lại đây. Anh có lên không? Không, không đề nghị ghe tổ 1 ra. Tổ 1, tổ 10, tổ 9. Tôi đã không đánh. Tổ 4, bỏ kèo lên. Tổ 1 có lên không? Tổ 1 có lên. Tôi này con không là khởi, kéo ghe lại tụi mô. Đi, đem bộ gạt kéo đi. Bộ mươi. Không đánh. Bỏ lên, giật tụi mô, tụi mô gạt lên. Tụi mô gạt lên. Anh gạt lên. Gạt lên. Lên tụi hai. Đề nghị các cổ động viên chúng ta lưu ý. Ban tổ chức xin nhắc lại, nếu lãng tài của tổ nào có hành động ném đất ném đá xuống các ghe đang luôn lên sông, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý theo ghe của lãng tài đó. Thì ban tổ chức chúng ta tôi xin nhắc lại để cho các và các ghe đã phòng xong về rồi, nó mới về thường lưu. Thì như vậy là theo quan sát của chúng tôi là chiếc ghe của đơn vị tổ dân phố 1 bắt đầu hoàn thành phong về thường lưu và các ca ghế còn lại cũng đang bám sát nhau. Như vậy là rất là hoan nghênh tổ dân phố 1 đã hoàn thành phong về thường. Trường Sơn Tây anh đi thương em. Phải nói là các cái đồ đua rất là quyết liệt, rất là tranh chấp, rất là quyết liệt về thể lực. Mong tất cả các bà con ở các tổ dân phố chúng ta phải tinh thần là đồng hồ tinh thần cổ đồng thôi, không nên kích động đôi đúc ném đá. Ban tổ chức chúng ta hiểu lầm xin nhắc nhở với tất cả bà con chúng ta. Cơ sở In Hoài Tường sẽ treo cho chiếc ghe tổ 5 và tổ 3 2 triệu đồng nếu về những giải đua lần này.
em xin quy năm về vâng à nếu à cầu phúc rồi tổ hai sẽ đeo cho ghe tổ hai nếu nhất về đầu tiên này sẽ đeo 1 triệu đồng và anh Hoa Thượng sẽ đeo tổ tổ năm và tổ ba nếu hai đơn vị đó về nhất là sẽ được mỗi đơn vị 2 triệu đồng và bà con các tổ trưởng và tổ 8 cũng như ban lãnh đạo tổ sẽ thưởng cho tổ 8 nếu về nhất đồ tiên này là 1 triệu đồng tính giá 1 triệu đồng bộ ban lãnh đạo tổ. Đây là tiền ghế tổ 2 và tiền ghế tổ 6 chúng ta ra hết ạ. Tổ 6 tổ 2 ra ra đi mọi người. Tại đấy là tổng tư duy là 3 chiếc cả đăng số kè nhau và về thứ 3 là cũng có 4 chiếc. Thế thì các cô đồng viên chúng ta không được có hát lông nèm đứt đá xuống 30. Nhiều con đường mòn vắng đạo mỗi đây đi ra cho dài mà tay áo hết rau rồi em có lên lên còn em thương bên tây anh mùa đông nước nghe tạm muốn bay nèn đó biết rằng anh xây miền đất đỏ thế thì cả ghế với đi đua chúng ta tắt nhau ra để đảm bảo đi đua à đây các kế đã chuẩn bị về vòng về hạ lưu như vậy là đề nghị các kế của chúng ta không nên thiếu kéo nhau ra cầm ra chèo mà chúng ta tắt ra để mà bơi đề nghị các kế của chúng ta không được thiếu kéo không được ra cầm ra chèo chúng ta bơi là phải cái tâm thần đoàn kết vui vẻ trong tinh thần đua bơi. Rồi tổ dân phố 1 đã vòng về hạ hoàn thành với một cái khoảng cách là theo quan sát của chúng tôi cũng là khá an toàn. Đề nghị các đơn vị chúng ta vào về hạ lưu không được điều kéo sau ầu đâu mà chúng ta phải giữ cái tinh thần đoàn kết vui vẻ trong đường ơi. Các khe đề nghị đến về hạ lưu hiện nay cũng đang mắc cầm cho nên chúng ta bơi thì phải là không được níu kéo xô đẩy hoặc là giả cầm giả kéo. Đang tiến về trung lưu và đi qua trước bến qua hai đơn vị tổ chức phố 1 đang tạm thời dẫn đầu một khoảng cách cũng tương đối an toàn. Hoàng hô các vận động viên của tổ chức phố 1 có lên có lên để kiếm một giải nhất. Sáng chưa bây giờ chúng ta mới đang có một giải nhất cố gắng lên. Đây thì tổ chức bộ 6 sao là tổ chức bộ 6 đây thì ba chiếc đi phía sau này chúng ta tắt ra để mà bơi không được xin chào coi nhau rồi là số điều kéo là mức chất cực. À đây thì chúng ta chúng có lẽ chúng ta hết kìa. Ở trên đây, ở trên chỗ chúng ta có lẽ hết cái đồ vô lớp tăng lên.
nằm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở một thể, như năm ngón tay trên một bàn tay đã rơi trần tàn người như một mà linh. Vâng, hiện nay theo quan sát của chúng tôi là chiếc cà ghét của tổ mục đã vòng hoàn thành và về thương. Nhưng khi hát ta hòa cùng một nhịp, một người đóng ta tất cả. Và chiếc cà tổ sau cũng hoàn thành. Và tiếp theo những ghe sau chúng đang còn bám sát nhau, đặc biệt là hai ghe giải ba. Đề nghị các vận động viên chúng ta tất ra, tất ra không được níu kéo nhau. Ô về thương lòng chỉ biết có tiếng đồng theo quan sát của chúng tôi là trước khi cũng có một khoảng cách tương đối an toàn mà đang tạm dừng đầu, đó là đơn vị tổ chức số 1. Năm qua tiếng chung nhịp đập rộn ràng, mỗi con đường đậm đỏ như son. Về sau tổ chức số 1 là tổ chức vùng đảo cũng đang bàn sát. Từ chỉ bay qua đầu ngọn sông, một niềm tin quyết thắng. Theo quan sát của chúng tôi, nhất kỳ 3-4 là cùng tương đối có khoảng cách tương đối an toàn. Chúng bị đi qua về trung lưu. Chúng bị đi qua về trung lưu. Như vậy là tổ dân phố 1 cũng đang dẫn đầu. Và phía sau là tổ dân phố 6 cũng đang bám đuôi rất là sát sao. Đã gây đã rút ngắn cái khoảng cách giữa tổ dân phố 1 và dù tổ dân phố 3. Có mục tiêu là bám đuôi rất là quyết liệt giữa tổ 1 và tổ dân phố 3. Nhưng mà chúng ta cùng đề nghị các vận động viên, chúng ta bơi, đua bơi là phải có cái tinh thần tranh chấp, nhưng mà phải đảm bảo cái vấn đề theo đội quy, không được xô đẩy giá chân giá dẻo, phải tắt ra để mà bơi. Nghe con chim cũng vô kia nó hót lên một câu rằng, có một màn ở trong rừng, từ trong rừng, kiếm trong rừng, chiếc khăn kia, chiếc khăn kia theo chị Hồng, theo gió cuốn bay về đâu, chiếc khăn kia theo chị Hồng, theo gió cuốn bay về đây, đi trên đây, mà chị ơi tới đây, nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, cuốn này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, lạc hoa rừng, khăn kia đây, ai có phải tắm tiết riêng nhau, chiếc khăn đây là các ghe phía sau chúng ta tắt ra. Nếu tổ 6 về nhất nhà tiên này, bác quản lý, bác quản lý tổ chức tổ 6 theo dài 1 triệu đồng. Và là các ghe cũng đã chuẩn bị về về hạ, về hạ. Thì theo quan sát của chúng tôi hiện tại thì tổ dân phố 1 vẫn đang tạm dẫn đầu. Mẹ con chim cũng hòa cả thiên công đà vang về hạ. Như vậy là đơn vị tổ chức vòng 1 đang vòng hoàn thành ở về hạ. Và tiếp sau là tổ dân phố 6 cũng đang tiếp theo ở phía sau. Còn lại là đề nghị các ghe còn lại ở về hạ, chúng ta không nên số đẩy tranh chấp. Mở rộng ra để bơi, không nên cho kè sát nhau để mà có sự ẩu đả. Tiếng tôi vang rừng núi. Thì hãy chuẩn bị về đất là đi về về trung lưu và để có cái kết quả. Sáng nay thì theo quan sát của chúng tôi, tổ chức số 1 vẫn đang dẫn đầu, có một khoảng cách trong tương đối an toàn. Và sau tổ dân phố 1 là tổ dân phố 6. Các vận động viên tổ dân phố 1 cố lên. Thì sáng tư bây giờ mình có giấc đây, cố lên. Về
Đang về đồng viên vang và đúng là những cái tổ số 1. Tiếp theo là tổ số 16. Và chia ca ghép của tôi anh Dương Phong Mục và vòng về trong lưu để về đất. Vâng, xin chúc mừng chị ghép tổng một đã về vị thứ nhất trong đầu tiên này. Sau khi lại gặp treo xong đề nghị ghế của tổ 1 có ra khỏi biển quán để cho ghế khác vào. Và tổ 6 sau khi gạt phân tích thì cho ghế ra đi. Các đơn vị đã gạt treo bên đất rồi. Thế như vậy là chúng ta cho ghế ra. Nhất đồ tiên 8, ghé tổ 1. Đề nghị tổ 10. Đồ tiên 9. Thank you.
Chắc mệt quá rồi. Đã ăn lại không ngồi xuống chim nữa đấy. Chưa yeah. Một ông đây cái cổ chim bé đâu Thank you.
Đồ tiếng 10. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta đi về phía miền Nam chúng ta
8 trận đấu. Và sau đây là đội số 9 đó là đội số 9. Chúng ta mời hòa bình hòa một lần nữa đấy. Bên nhà và bên bộ đặc vụ, chúng ta đã được tổ chức để hòa bình hòa bình quảng cáo và đội ngũ của chúng ta. À, đầu tư chúng ta nha, chưa học sinh thì còn cách việc đầu tư là một cái gì? Còn nói đi thì chẳng cần đầu tư đâu đâu của bạn nhé. Còn hai cái kéo đi nha, từ lại từ đi ra, chúng ta phát ra. Chúng ta phát ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mặc áo đá đi cắt kèo với chúng ta.